For Territory mới sẽ sớm được ra mắt tại thị trường Ấn Độ với thiết kế mới và bổ sung tùy chọn động cơ dầu. Một đơn vị nổi tiếng với những bản vẽ về xe mới, vừa đăng tải hình ảnh của chiếc For Territory phiên bản nâng cấp. Thiết kế bên ngoài được lấy cảm hứng từ cặp đôi EcoSport và Equator mới ra mắt cách đây chưa lâu. Cụ thể, xe có lưới tản nhiệt hình lục giác và nắp capo nhô cao của EcoSport, đèn định vị ban ngày và cách thiết lập đèn pha của Equator. Giải đèn LED trải ngang ở chính giữa giúp phần đầu xe cảm giác rộng và bề thế hơn. Cản trước ốp nhựa màu bạc đặc trưng của xe SUV. Cột B và cột C được sơn đen. Mâm xe hợp kim 5 chấu và gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ. Phần đuôi xe do Kia design thiết kế thể hiện được chất cơ bắp đặc trưng của Ford. Đèn hậu LED được nối liền đang là xu hướng thời gian gần đây, kết hợp cánh gió liền gắn trên mui xe. Cản xe màu đen và bạc cùng cặp ống xả hình khối đẹp mắt. Hiện tại chưa có thông tin về thông số kỹ thuật và khoang nội thất chỉ biết phiên bản hiện hành có chiều dài và rộng là 4 4580 mm và 1936 mm, trục cơ sở 2716 mm, khoảng sáng gầm 180 mm. Kích thước này tương đồng với nhóm crossover hạng C trên thị trường như Mazda CX5, Hyundai Tucson. Trang bị bên trong for territory tương đối hiện đại với đồng hồ điện tử, màn hình lớn 10 inch có kết nối Apple CarPlay Android Auto, điều hòa tự động, phanh tay điện tử và cửa sổ trời toàn cảnh mẫu xe này chỉ có cấu hình 5 chỗ ngồi. Ford Territory hiện trang bị động cơ EcoBoost dung tích 1.5 lít, công suất 141 mã lực, kết hợp số tự động vô cấp và hệ dẫn động cầu trước. Tuy nhiên, tại thị trường Ấn Độ, xe có thể bổ sung tùy chọn động cơ dầu EcoBlue 2 vốn đang sử dụng trên Everest, nhưng với thông số sức mạnh được thay đổi. Ford Territory Facelift có tên mã nội bộ là CX-757, dự kiến ra mắt thị trường Ấn Độ vào năm 2022. Đối với thị trường Việt Nam, Fort Territory từng được đồn đoán sẽ sớm được mở bán trong năm nay sau khi kế hoạch phân phối Escape bị dừng lại. Thời điểm và giá bán cụ thể chưa được tiết lộ, nhưng không ít đại lý đã thông báo mức giá tạm tính để nhận đặt cọc của khách hàng. Xe cổ, xe cổ.